Hello anh em, chào mừng anh trở lại với kênh của em Chì. Thì hôm nay có thể mọi người thấy cái video clip này nó sẽ hơi lạ lạ, tại vì nó lại đăng vào lúc 10 giờ. Thì đây là video đăng thêm nhé mọi người nhé. Thì hôm nay mình sẽ nói về cơ chế của cái trò đấu trường dân lý này. Có một số cơ chế mà anh em nghĩ là nó sẽ là hên xui, nhưng mà không phải. Nó sẽ có một cái số gọi là lý thuyết ở trong đó. Tất nhiên là lý thuyết thì nó vẫn có phần trăm tỷ lệ ra cái này ra cái kia nhá. Nhưng mà mình sẽ nói ở một mức độ tổng quan để có thể gọi là giúp anh em gọi là hình dung ra được là tại sao nó lại rớt ra cái này, rớt ra cái kia. Đấy. Thì đầu tiên là mình sẽ đến với lại hệ Thượng Long. Thì hệ Thượng Long thì ở thời điểm hiện tại này, mùa 7.5 này thì nó hơi khác so với lại mùa 7. Tức là sau khi anh em đánh xong một trận chiến thì nó sẽ rớt cho anh em què. Và cái què này thì nó phụ thuộc vào cấp sao của tướng Thượng Long trên bàn cờ. Thì ở đây nó sẽ có 5 mốc, là mốc từ 3 đến 6, mốc từ 7 đến 9, mốc 10, 12, 13, 14 và 15 trở lên. Thì đầu tiên là ở mốc 3 tới 6, tức là sao? Tức là trên bàn cờ anh em có 3 tướng. Ba tướng về nó là ở mức một sao hoặc là hai sao, ví dụ như là Vladimir 1, Skekner 1, Nidalee 1, thì tức là tổng cấp sao của các ông Thượng Long ở trên bàn cờ đó là 3. Thì tỷ lệ nó rớt ra đồ như sau: là 30% là ra một tiền, 20% là ra Vla, Nidalee, Skekner, và 5% ra hai tiền và 5% ra lức. Tức là khi mà anh em để ba con Thượng Long, nó có thể là một sao hoặc là hai sao, thì tại vì hai nếu mà ba con đều là hai sao thì là nhiều nhất sẽ là 6 đúng không? Tức là cấp sao sẽ là 6 đúng không? Thì anh em chỉ có là 10% là ra được hai tiền thôi, còn tới tận là 90% là sẽ ra là một tiền đấy. Cho nên là đầu game mà anh em nào mà có ba thượng long anh em kịp vào mà ra được hai tiền, tức là anh em rất là đỏ, tức là phải là 10 trận như thế thì mới được một trận là rớt ra được hai tiền. Tiếp theo thì chúng ta tới với mốc 7 và mốc 9. Thì mốc 7 cho tới mốc 9 thì nó sẽ gồm như sau. Tức là anh em sẽ có ba con tướng là hai sao, gồm ví dụ nhá, Nidalee 2, Skekner 2, Lux 2, và anh em có thêm một cái con tướng nào đó một sao, ví dụ như là Varus 1 chẳng hạn. Thì tức là cấp sao của anh em đang có nó sẽ là 7. Thì tỷ lệ nó sẽ rớt như sau, đó là 15% là ra hai tiền, 15% là ra một Vla, một Nidalee, 15% là ra một Skekner, một Vla, 10% là ra Skekner Nidalee, 15% là ra Varus, 15% là ra một lức với lại hai tiền. Tức là ở cái tỷ lệ này thì mình có thể thấy là nó cũng khá là chạy đều, và đa số tiền là nó sẽ rơi từ 2 tiền cho tới 4 tiền, nhiều nhất sẽ là một con lức và hai tiền, tức là 15%. Đó, tỷ lệ đây là như thế này nhá. Nhưng mà cái phần này thì nó chưa quá quan trọng lắm. Tức là anh em sẽ gọi là nghe để hiểu hiểu là khi mà mình kích hoạt được 7 thượng long thì phần quà nó sẽ nhiều hơn. Thì đây là một cái mốc mà cực kỳ hay này, đó là mốc 10 cho tới mốc 12. Tức là khi cấp sao của các con tướng của anh em mà nó đạt được 10, 11 hoặc là 12. Ví dụ để mà đạt được 10 á thì anh em phải có 5 con tướng, 5 con tướng Thượng Long là hai sao. Tức là ví dụ như là hai con Nidalee hai sao, một con Skekner hai sao, một con Vlad hai sao và một con Lux hai sao, ví dụ như thế. Thì tổng cấp sao của các con tướng Thượng Long của anh em nó sẽ là 10. Và tỷ lệ của nó rớt là như sau: 30% là ra 4 tiền, 30% là ra 5 tiền, đây là hai tỷ lệ cao nhất. Tiếp theo là 15% nó có thể ra cho anh em một mảnh đồ, 15% nó có thể ra cho anh em một con lức cùng với lại hai vàng, và 10% ra cho anh em một con virus cùng với lại hai vàng. Đấy, đây là tỷ lệ nói chung là cực kỳ chuẩn, tại vì đây là bên phía gọi là Riot cấp cho các bạn này cho nên nó khá là chuẩn. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng gọi là xem một tí về trận đấu mà 60 second anh chàng này để gọi là kịp Thượng Long. Thì mình nghĩ là anh chàng này sẽ là biết cái trick này, thành ra là mới gọi là để những con Thượng Long như thế. Lúc đầu thì mình nghĩ là chắc là chỉ là để nhiều con tướng hai sao vào thì tỷ lệ sẽ cao, nhưng mà mình nghĩ là 60 second có ý đồ khi mà đây 60 second nhá, đang là 100 máu và có cho mình là 5 Thượng Long. Thì đây anh em có thể nhìn thấy là 5 con Thượng Long là gồm con Nidalee này, hai con Nidalee hai sao, một con Skekner hai sao, một con Vlad hai sao, một con Varus và một con Lux. Tức là trên bàn cờ sẽ có là 2 cộng 2 cộng 2 cộng 2 cộng 1 cộng 1, tức là tổng cộng là 10 cấp sao. Và round này thì 60 second để rớt cho anh chàng này là một cái cung. Tức là sao? Tức là 60 second hiểu là khi mà tới mốc 10 thì nó sẽ cho anh chàng này đồ, có khả năng nha, có khả năng là 15% nhưng mà tất nhiên là vẫn là có. Cho nên là dễ dụ như là khi mà anh em chỉ là kích hoạt được mốc sao nó là 9. Thì nhiều khi anh em bảo là sao mốc sao mình cũng cho con nhiều con Thượng Long vào mà sao đồ nó lại không nhiều. Đấy, ví dụ như thế. Thì anh em phải biết được là những cái ngưỡng
Ví dụ như là ngưỡng 10 này, ngưỡng 7, đó là hai cái ngưỡng mà mình nghĩ là cần biết nhất. Tại vì để mà kích hoạt được ngưỡng 12 và ngưỡng 16 ấy thì nó sẽ khá là khó. Đấy, thì là như vậy. Còn từ 13 tới 14 thì sẽ ra là 7 vàng, 6 vàng, một mảnh đồ trang bị. 15 trở lên là sẽ ra 8 vàng, đồ đầy đủ, 10 vàng, Iron Sword, và trang bị thành phần cũng với lại 4 vàng đấy. Thì đây là về Thượng Long nhé anh em nhé, đây là tốc thần tộc về Thượng Long nhé. Còn ở bảng sau thì nó sẽ có thay đổi, thì có thể là mình sẽ làm một cái video clip sau. Ok. Và bây giờ chúng ta hãy tới với lại Lagoon. Lagoon là hệ thượng cái gì? Thủy Long đấy. Thì nó sẽ có các mốc như sau, là mốc 20 là sẽ ra được một con tướng, à hai con tướng giá một vàng. Tới mốc 35 là hai vàng, tới mốc 50 là Reforger là gì ta? Đập đồ. Tới mốc 60 là một vàng. Thì anh em có những cái ngưỡng mà anh em cần phải biết, đó là thứ nhất là ngưỡng 80 là sẽ cho anh em một mảnh đồ. Những cái ngưỡng mà nó để đánh dấu màu xanh đó là những cái ngưỡng mà gọi là có giá trị. Thì là ngưỡng 80, 140, 200, 250, 300, 400, 450, 500, 600 và 700. Thì khi mà anh em lên gọi là những cái ngưỡng này thì anh em sẽ có gọi là tỷ lệ ra đồ 100% chứ không phải là hên xui. Và ở mức 400 thì nó sẽ cho anh em một cái gọi là cái gì nhỉ? Nico à? Trăm duplicator này, hình như là một cái Nico rồi phải. Còn ở mức 600 là hình như là một cái giáp chết hay gì đó. Nói chung là mình cũng không đánh Thủy Long nhiều lắm, nhưng mà mình gọi là nhớ nhớ mang máng thôi, không biết là có chính xác không nha. Nhưng mà mọi người có thể nhìn vào cái bảng này để gọi là có thể gọi là đưa ra một cái cách sử dụng bộ cờ nó hợp lý nhất có thể. Tất nhiên là đối với anh em nào mà chơi game không quá gọi là chơi cho vui thôi thì mình nghĩ là những cái tìm hiểu này thì nó hơi nó sẽ là hơi thừa một tí, nhưng mà nếu mà anh em nào mà chơi hẹt mà đánh bộ nào mà cần phải biết hết mọi thứ đó, thì đây sẽ là một cái bảng thống kê cho nên có thể dễ dàng ấy được đấy. Và tiếp theo thì cuối cùng sẽ là Huyền Long Hải Tặc anh em. Huyền Long Hải Tặc ở mùa 7.5 này thì được buff cực kỳ nhiều luôn. Đầu tiên là ở mốc 2 Huyền Long Hải Tặc thì tỷ lệ mà không ra được tiền, tức là nó ra đôi ủng hoặc là ra một cái xương cá, thì tỷ lệ nó sẽ là 2%, 2% nhá, tức là rất là thấp. Và tỷ lệ 4 tiền cũng rất là thấp, là 2%, tại vì bây giờ mình chỉ cần kịp một con Leona vào với lại kịp một con Yone vào mà nó lại ra cho mình 4 đồng thì nó thật sự là hơi ảo ma đúng không? Thì cái tỷ lệ cao nhất sẽ là ra 1 đồng là 50%, xong rồi tới ra 2 đồng là 36%, tới ra 3 đồng là 10%. Ok. Chúng ta hãy tiếp tới là bốn Huyền Long. Thì bốn Huyền Long Hải Tặc này thì tỷ lệ cao nhất sẽ là 4 đồng. Ui, khá cao nhá, tỷ lệ cao nhất là 4 đồng. Tỷ lệ thấp tiếp theo sẽ là 5 đồng. Tiếp theo nữa sẽ là 3 đồng. Hoặc đặc biệt đó, có hai cái rất là ngon ở cái mốc bốn Huyền Long. Một là xúc sắc ma thuật, còn hai là một trang bị thành phần. Thì trang bị thành phần thì tỷ lệ nó là cao hơn, tức là 20%. Nếu mà nói về chính xác mà là tỷ lệ này đúng á, thì cứ anh em có 5 rêu, 5 rêu có Huyền Long Hải Tặc ở mức 4 thì sẽ có một rêu anh em sẽ được đồ. Còn nếu mà anh em đánh gọi là như thế nào nhỉ, 20 rêu thì mới có một rêu anh em được cái xúc sắc ma thuật này. Và có một trận mình đã từng được ba cái xúc sắc ma thuật này rồi, và nó khá là đỏ, nói chung là tỷ lệ khá là đỏ và nó mới ra được. Nhưng mà đây là những cái mà anh em cần biết là nó sẽ ra hay không. Và tiếp theo là ở 6 Huyền Long thì nó sẽ cho anh em tỷ lệ cao nhất là 6 vàng và 7 vàng. Tiếp theo là gì? Tiếp theo là tỷ lệ cao hơn nữa là 25% để ra trang bị đầy đủ, trang bị thành phần. Trang bị thành phần là 25%. Tiếp theo là trang bị đầy đủ là 10%, tức là cái này hên xui nha. Anh em nào đỏ thì anh em sẽ được phần quà cao. Và 5% là sẽ ra được Nico đấy. Và cái ngưỡng mà thuộc dạng là tối kỵ thì nó là 8 Huyền Long. Đây, tỷ lệ cao nhất là 12 vàng. Và tỷ lệ 25% sẽ là hai trang bị thành phần và một trang bị đầy đủ. Còn cái 10% kia thì có một cái là một Nico và 6 tiền và một cái xúc sắc ma thuật và 6 tiền. Đấy. Thì cái clip này nói chung là mình sẽ tổng quan nha anh em, là nếu mà anh em nào mà có thật sự là muốn tìm hiểu sâu về những cái tỷ lệ này ấy, hoặc là anh em có thể rào trước là nếu mà mình có 6 Huyền Long thì có ra được cái này hay không, có ra được cái kia hay không, rồi có bao nhiêu tỷ lệ là ra cái này, bao nhiêu tỷ lệ là ra cái kia. Hoặc là anh em đánh Thượng Long hay là Thủy Long, bất kỳ cái hệ nào, nói chung là chỉ có ba hệ này thôi, là nó sẽ có tỷ lệ là rớt ra cái này, rớt ra cái kia. Thành ra là mình nghĩ là mấy cái này thì mình chỉ cần cứ nghĩ trong đầu là bây giờ thế này nhá, đơn giản là
hệ thủy long thì ví dụ như là ở mốc 80, ở mốc 140, ở mốc 200 là nó ra đồ đấy, chỉ cần nhớ vậy thôi chứ không cần phải nhớ chính xác là bao nhiêu phần trăm gì cả. Còn ở huyền long này thì ở mốc 4 huyền long thì có khả năng là ra mảnh đồ, có khả năng là ra xúc sắc đó, ví dụ như thế. Còn khi mà lên 6 huyền long thì sẽ có tỷ lệ ra nico chẳng hạn. Ví dụ anh em nào mà dễ dụ như là đang là gọi là muốn làm content thì có thể đánh 6 6 huyền long chẳng hạn, ví dụ như thế. Thì cái tỷ lệ 6 huyền long mà ra nico là 5%, còn tỷ lệ của 8 huyền long mà ra nico là 10%. Thì anh em sẽ gọi là cân nhắc là có nên đánh 8 huyền long hay không, tại vì 6 huyền long cũng đã có nico rồi chẳng hạn, ví dụ như thế. Thì clip này tới đây thôi, nói chung là mình cũng gọi là muốn gọi là thêm một xíu gọi là lượng kiến thức về những cái mà nói chung chắc mình nghĩ là không không quá nhiều người biết, tại vì nhiều khi mình chơi game mình đánh được bộ này bộ kia á, chứ mình cũng không quan tâm tới việc này lắm, mặc dù chơi thì vẫn có thể là chơi những cái bộ cờ như thế này. Đấy, thì clip này tới đây thôi, cảm ơn anh em đã xem và đã coi tới đây của video. Chúc anh em có một ngày mới vui vẻ, bye bye anh em và hẹn gặp lại ở clip sau, bye bye. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem đến đây của video. Đừng quên để lại cho mình một like, một nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những buổi stream và những video xịn sò tiếp theo nhé. Goodbye.